Trong một tuyên bố, Cơ quan An toàn bức xạ và hạt nhân Na Uy, DSA cho biết họ đã đo được mức độ phóng xạ Caesium tại các khu vực gần biên giới Bắc Cực với Nga. Cơ quan chức năng đã phát hiện nồng độ phóng xạ Caesium Cs-137 tăng cao tại Svanhovd trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 9 và tại Vitsiofi từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 9, tuy nhiên cho biết thêm mức độ phóng xạ này không gây nguy hiểm cho con người hoặc môi trường. Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết không có báo cáo nào từ các cơ quan liên quan của Nga về mức độ gia tăng của phóng xạ trong khí quyển, cũng không có cảnh báo nào về mối đe dọa đối với sức khỏe con người và môi trường tại các khu vực trên của Nga.